Cắt bao quy đầu là một trong những thủ thuật thường được áp dụng với những trường hợp dài, hẹp, nghẹt bao quy đầu. Vậy vì sao phải cắt bao quy đầu? Cắt bao quy đầu để làm gì? Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn qua những chia sẻ dưới đây. Chào mừng các bạn đến với kênh tư vấn chuyên khoa sức khỏe sinh sản của Phòng khám Đa khoa Y học Quốc tế. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phương Hồng, nguyên giám đốc Trung tâm Nam học trực thuộc Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, hiện bác sĩ công tác tại Phòng khám Đa khoa Y học Quốc tế. Cắt bao quy đầu là một thủ thuật nhỏ nhằm cắt đi lớp da thừa ở bao quy đầu, giúp bao quy đầu dễ dàng tuột xuống để lộ đầu dương vật ra ngoài khi cương cứng, được áp dụng cho trường hợp nam giới bị dài, hẹp bao quy đầu. Bác sĩ cũng nhấn mạnh, việc cắt bao quy đầu không chỉ là một phương pháp điều trị bệnh lý bao quy đầu như dài, hẹp, viêm nhiễm, mà cắt bao quy đầu còn mang lại một số những lợi ích đặc biệt khác cho nam giới như giúp dương vật phát triển bình thường. Cắt bao quy đầu giúp cho dương vật dễ dàng lộ ra khỏi bao quy đầu nên có điều kiện thuận lợi để phát triển bình thường. Vệ sinh dương vật dễ dàng. Khi da bao quy đầu bị dài, hẹp hoặc bán hẹp thì việc nam giới kéo bao quy đầu xuống để vệ sinh sẽ rất khó khăn, gây đau, lâu dần lớp cặn tích tụ dễ dẫn đến viêm nhiễm bao quy đầu. Hạn chế viêm nhiễm nam khoa. Chưa cắt bao quy đầu khi bị dài, hẹp bao quy đầu có thể khiến cho việc vệ sinh khó khăn, các chất cặn bẩn, bựa sinh dục, cặn nước tiểu sẽ bị ứ đọng, tích tụ và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, xâm nhập gây viêm nhiễm nam khoa và làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm nam khoa. Vì vậy, cắt bao quy đầu sẽ hạn chế nguy cơ viêm nhiễm nam khoa do mắc dài, hẹp bao quy đầu. Nâng cao chất lượng tình dục. Tình trạng bao quy đầu hẹp, nghẹt hoặc dài bao quy đầu khiến nam giới gặp khó khăn khi quan hệ. Không ít trường hợp bị rách bao quy đầu dẫn đến chảy máu, ảnh hưởng đến khả năng tình dục. Ngoài ra, tình trạng dài, hẹp bao quy đầu lâu ngày dễ khiến cho các dây thần kinh quy đầu trở nên quá mẫn cảm, làm tăng tỷ lệ mắc xuất tinh sớm, khó thỏa mãn khi quan hệ. Việc cắt bao quy đầu lúc này cũng giống như một phương pháp vừa điều trị, vừa cải thiện, giúp nam giới hạn chế được tình trạng rối loạn xuất tinh và dễ dàng đạt được khoái cảm, thậm chí còn kéo dài thời gian quan hệ, nâng cao chất lượng tình dục và bảo vệ hạnh phúc gia đình. Hạn chế nguy cơ ung thư dương vật. Dài, hẹp bao quy đầu nếu không được tiến hành cắt bao quy đầu sẽ có nguy cơ gây ung thư dương vật. Vì vậy, cắt bao quy đầu là biện pháp giảm thiểu nguy cơ ung thư dương vật ở nam giới. Mặc dù chỉ là một tiểu phẫu, nhưng nam giới cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định lựa chọn địa chỉ cắt bao quy đầu, bởi thủ thuật này chỉ có thể thực hiện duy nhất một lần trong đời, hơn nữa lại can thiệp trực tiếp tới cơ quan sinh dục, sinh sản. Để hạn chế tối đa những biến chứng có thể gặp phải trong quá trình thực hiện thủ thuật, như để lại sẹo gây mất thẩm mỹ, nhiễm trùng và thậm chí là hoại tử dương vật, các đấng mày râu nên chọn đúng cơ sở y tế uy tín, có đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm. Phòng khám Đa khoa Y học Quốc tế là đơn vị y tế chuyên khoa sức khỏe sinh sản trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, được đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại nhập khẩu từ nước ngoài, với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa nam học và ngoại tiết niệu, giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm, đã và đang thực hiện thủ thuật cắt bao quy đầu bằng phương pháp chỉnh hình thẩm mỹ với kỹ thuật hiện đại, không gây đau đớn, an toàn, thời gian thực hiện ngắn 10 đến 15 phút, nhanh chóng hồi phục từ 5 đến 7 ngày và có tính thẩm mỹ cao. Bên cạnh đó, khi đến phòng khám, nam giới sẽ được đội ngũ nhân viên y tế chăm sóc chu đáo và nhiệt tình, thủ tục nhanh gọn không phải chờ đợi lâu, chi phí hợp lý và được niêm yết công khai. Phòng khám làm việc từ 8 giờ đến 20 giờ 30 tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ và ngày lễ. Nam giới có thể đặt hẹn online đến khám mà không mất thời gian chờ đợi và nhận ưu đãi từ phòng khám qua hotline hoặc đường link dưới mô tả của video nhé.